Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 12 tây tháng 12 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, trước khi vào bài bình luận chính trong chương trình, Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một số bản tin ngắn. Đoàn quan chức cấp cao của Mỹ sẽ thăm Trung Quốc trong tuần tới. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của các quan chức Mỹ nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào năm sau. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Crittenbrink, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Trung Quốc và Đài Loan, bà Laura Rosenberger sẽ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm Trung Quốc lần này của các quan chức Mỹ nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào năm sau trên tinh thần tiếp tục quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và tìm kiếm trong lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã có cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Indonesia trong nỗ lực ngăn không cho bế tắc trong quan hệ song phương dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. Hai bên đã cam kết tiếp tục duy trì liên lạc trong bối cảnh còn nhiều bất đồng xung quanh vấn đề nhân quyền, cuộc khủng hoảng, chiến tranh Ukraine và các vấn đề kinh tế. Và liên quan đến Liên hiệp châu Âu, kính thưa quý vị, các quốc gia trong khối châu Âu họ đã thông qua một gói hỗ trợ cho đất nước Ukraine trị giá 18 tỷ euro trong năm 2023. Ngày 10 tháng 12, Hội đồng Liên hiệp châu Âu cho biết đã thông qua gói văn kiện cho phép cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro, tức là bằng khoảng 18,9 tỷ Mỹ Kim trong năm 2023. Tuyên bố của cơ quan này nêu rõ là hội đồng đã đạt được sự đồng ý về gói lập pháp cho phép Liên hiệp châu Âu hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính trong năm 2023 với giá trị lên đến 18 tỷ euro. Đề xuất được hội đồng thông qua bằng văn bản và sẽ được đệ trình lên Nghị viện châu Âu để xem xét phê chuẩn trong tuần tới. Các khoản vay của Liên hiệp châu Âu cho Ukraine sẽ có thời gian là 10 năm với sự bảo lãnh của các quốc gia thành viên châu Âu hoặc ngân sách chung của khối. Ukraine đang gấp rút tìm kiếm hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ tài chính khẩn cấp vào năm tới, khi nước này phải chật vật vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế do tác động của cuộc xung đột hiện nay với Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính chính quyền Kiev sẽ cần khoảng 3-4 tỷ euro mỗi tháng trong năm 2023 nhằm nỗ lực duy trì các hoạt động của chính phủ Ukraine khi tình hình xung đột có thể vẫn còn tiếp diễn lâu dài. Liên hiệp châu Âu họ hy vọng rằng khoản hỗ trợ của liên minh này cùng các khoản đóng góp của Mỹ và các nhà tài trợ quốc tế lớn khác sẽ giúp đạt được các mức viện trợ cần thiết cho Ukraine. Và một bản tin liên quan đến châu Âu, với vấn đề thời tiết giá rét đang là một thử thách lớn cho người dân châu Âu, kính thưa quý vị. Một đợt không khí lạnh đang bao trùm châu Âu sẽ tiếp tục kéo dài đến tuần sau với dự báo nhiệt độ dưới 0 độ C ở Đức và tuyết rơi tại một số vùng của nước Anh. Tuy thời tiết lạnh giá sẽ mang đến không khí mùa lễ hội vui hơn, nhưng cũng gây sức ép lên nguồn cung năng lượng châu Âu họ đang cần để vượt qua mùa đông lạnh giá, nhất là khi nhu cầu sưởi ấm gia tăng và nguồn cung khan hiếm từ các trang trại điện gió của Anh, Đức và Bắc Âu. Riêng tại nước Đức, giới chuyên gia dự báo nhu cầu sưởi ấm có thể tăng cao để đối phó với thời tiết lạnh giá kéo dài cho đến hết gần tháng này. Trước mắt thì các nhà chức trách Đức hôm 9 tây tháng 12 đã kêu gọi các hộ gia đình ở Đức và các doanh nghiệp hãy giảm bớt sưởi ấm, bớt nhiệt độ để tiết kiệm nhiên liệu. Còn tại Thụy Điển,
Thời tiết giá rét được dự báo sẽ kéo dài trong ít nhất là 10 ngày tới. Và điều đáng lo là tình hình thời tiết này lại đi cùng với cuộc khủng hoảng điện ngày càng trầm trọng ở quốc gia Bắc Âu này. Sản lượng điện hạt nhân đã bị giảm rất nhiều khi một lò phản ứng hạt nhân gặp vấn đề. Và điều này đồng nghĩa là Thụy Điển sẽ phải dựa vào nguồn điện nhập khẩu từ Na Uy, Đức và Ba Lan để bảo đảm đủ điện sử dụng cho người dân trong nước Thụy Điển. Trong khi đó, nhu cầu khí đốt ở Anh trong những ngày tới được dự báo tăng đáng kể so với tháng rồi. Theo Reuters, lượng khí đốt dự trữ hiện nay có thể sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tại châu Âu trong mùa đông này, miễn là thời tiết không quá giá rét trong một thời gian kéo dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng về nguồn cung khí đốt khó có thể được giải quyết hoàn toàn trong năm tới. Và chúng ta bước vào bài bình luận trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Donald Trump kêu gọi chấm dứt hiến pháp, chuyện nhỏ đối với người Mỹ. Kính thưa quý vị, có thể nói là từ ngày Donald Trump xuất hiện trên chính trường nước Mỹ, thì các lực lượng phản dân chủ cực đoan đã phát triển mạnh mẽ không ngừng để chống lại nền dân chủ đa chủng tộc của nước Mỹ. Những kẻ chủ trương dân túy cực đoan, họ xem nền dân chủ và quy trình bầu cử là những liều thuốc độc cho một chế độ độc đoán, chuyên quyền. Và họ cũng biết rằng con đường ngắn nhất dẫn đến một chủ nghĩa độc tài, đó là phải loại bằng được nền dân chủ ra khỏi xã hội và con người trong một quốc gia. Và một ngày mưa tháng 11 ở Washington DC, trong khuôn viên của Đại học Howard, một trường đại học da đen lâu đời nhất trong lịch sử của quốc gia, một hội nghị thượng đỉnh dân chủ được khai mạc do Trung tâm Báo chí và Dân chủ tổ chức. Có hàng trăm nhà báo, học giả và những nhà pháp lý, nhà hoạt động dân chủ, tất cả đã tập trung cho một loạt các cuộc thảo luận về tình trạng mong manh của hệ thống dân chủ tại Hoa Kỳ. Và tất cả đều cố gắng tìm ra những phương cách nào tốt nhất để có thể bảo vệ nền dân chủ của đất nước. Nhưng mà có thể nói là số phận nó trớ trêu, thưa quý vị. Khi mà hội nghị thượng đỉnh dân chủ này diễn ra, thì nó lại tình cờ rơi vào cùng ngày mà Donald Trump, một tổng thống tệ hại nhất lịch sử nước Mỹ, tổ chức buổi ra mắt tuyên bố ứng cử tổng thống năm 2024. Đó là ngày 15 tây tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, hầu hết những người tham dự hội nghị thượng đỉnh dân chủ thì họ đều phải thừa nhận rằng thời điểm nó có một chút bất tiện, khiến cho truyền thông báo chí đã không thể tập trung tất cả mọi sự chú ý vào một sự kiện quan trọng mang tầm vóc lớn và có ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia cũng như nền dân chủ của đất nước. Nhưng mà đồng thời cũng đem lại một lợi thế bất ngờ khi mà truyền thông báo chí đã không còn săn đón bản tin từ Mar-a-Lago như trước đây. Họ vẫn để tâm theo dõi hội nghị thượng đỉnh dân chủ, dù mức độ ảnh hưởng nó không bao trùm sự chú ý của truyền thông trong thời gian diễn ra sự kiện. Steven Levitsky, đồng tác giả của cuốn sách How Democracy Dies, xin tạm dịch là Các nền dân chủ sẽ chết như thế nào? Thì trong bài phát biểu của ông tại hội nghị thượng đỉnh về dân chủ đã đưa ra một nhận định không mới cũng không cũ, thưa quý vị. Khi mà ông cho rằng theo bất kỳ định nghĩa khoa học chính trị tiêu chuẩn nào về dân chủ thì nước Mỹ chỉ thực sự đã trở thành một nền dân chủ chỉ vào từ năm 1965. Tất nhiên, thưa quý vị, mọi người ai cũng hiểu là Steven Levitsky, ông đang đề cập đến việc thông qua đạo luật quyền bầu cử năm 1965. Đó là một cột mốc quan trọng của nền dân chủ Mỹ. Và cột mốc này vẫn đang bị những thế lực cánh hữu cực đoan đe dọa hủy bỏ. Levitsky đã đưa ra một lời cảnh báo mà tôi cho rằng không ai có thể phớt lờ được.
khi ông nói rằng đất nước của chúng ta ngày nay đang đứng trước một ngã ba đường. Với một bên là nước Mỹ sẽ tiếp tục là một nền dân chủ đa chủng tộc trong thế kỷ 21. Và một bên sẽ là một nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ. Cả hai con đường đều rộng mở trước mắt chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta không có con đường quay đầu lại. Thật vậy, kính thưa quý vị. Trước khi có luật dân quyền mang tính bước ngoặt của những năm 1960, thì Hoa Kỳ đã thực sự là một nền dân chủ đa chủng tộc. Một nền dân chủ của tất cả những sắc tộc khác nhau, màu da khác nhau. Và Hoa Kỳ đã không đặt để nền dân chủ này là nền dân chủ duy nhất của những người da trắng. Bởi vì các vị cha già dân tộc trước đây, họ đã biết trước, đối với những người Mỹ da trắng tự cho họ là thượng đẳng, thì nền dân chủ đúng nghĩa hoàn toàn nó không mang ý nghĩa gì đối với họ. Bởi vì họ không quan tâm đến công bằng, bình đẳng. Đó là những điều kiện tiên quyết phải có của một nền dân chủ đúng nghĩa. Bây giờ, thưa quý vị, gần 60 năm sau, nền tảng còn non trẻ của nền dân chủ đa chủng tộc của Hoa Kỳ, nó đang thực sự bị đe dọa. Do sự giám sát của liên bang đối với việc tái phân chia khu vực đã bị loại bỏ, và các khu vực có đa số dân tộc thiểu số bảo vệ quyền đại diện bầu cử thì đang nằm trong tầm ngắm của đảng Cộng Hòa phát xít tại các tiểu bang đỏ. Những thuật ngữ bầu cử mà thường có trước đây như là bầu cử liêm chính, bầu cử hợp pháp, bầu cử công bằng, tất cả những thuật ngữ này bây giờ nó dường như đã bị những đảng viên Cộng Hòa đào thải khỏi từ điển về luật và pháp lý của họ. Những thuật ngữ bầu cử này đã bị những loại thuyết âm mưu về gian lận bầu cử đè bẹp trước khi diễn ra cuộc bầu cử và tái diễn sau khi những đảng viên Cộng Hòa nhận thất bại. Trong khi đó thì văn hóa lưỡng đảng, vốn là trung tâm của hệ thống lưỡng đảng đầy khiếm khuyết của nước Mỹ, đã bị xói mòn từ khi mà đảng Cộng Hòa thay đổi chủ trương phát xít cực đoan hơn, khiến cho thuật ngữ hợp tác lưỡng đảng là điều mà Tổng thống Joe Biden luôn hy vọng được thấy xảy ra trong nhiệm kỳ của ông đã trở nên phi lý hơn bao giờ hết. Giờ đây, phong trào MAGA chống dân chủ mà thủ lĩnh phát xít đã công khai bày tỏ, họ lại mong muốn đình chỉ hiến pháp và được trở thành tổng thống trọn đời. Nó đã đốt cháy đi nhận thức hợp tác lưỡng đảng của những đảng viên Cộng Hòa đang tìm con đường ngắn nhất để tiến đến một hệ thống chính trị phi dân chủ như là Hungary của Viktor Orbán. Và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 là cuộc giao tranh mới nhất trong cuộc chiến rộng lớn hơn cho nền dân chủ đa chủng tộc của Hoa Kỳ. Sau khi nhận thấy lời kêu gào về thuyết âm mưu gian lận bầu cử nó không còn tác dụng nữa, thì những lời hô hào hủy bỏ kết quả bầu cử hay là bầu cử mới thì chẳng còn ai lắng nghe nữa. Thì bây giờ phong trào MAGA bắt đầu nhìn về một phía trước, một cái hướng khác. Khi mà lời kêu gọi tập hợp trước đây Stop the Steal đã phải nhường chỗ cho một lời kêu gọi khác, đó là hãy theo dõi các cuộc thăm dò. Những người Mỹ hiểu biết và những người muốn gìn giữ nền dân chủ, họ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà các ứng cử viên từ chối bầu cử khác đã thua trong các cuộc đua quan trọng cho chức vụ chính quyền tiểu bang và giám sát bầu cử ở hầu hết các tiểu bang chiến trường trong năm 2022. Và một tổ chức theo dõi các cuộc chạy đua với những người từ chối bầu cử trên lá phiếu thì đã cho biết rằng trong 94 cuộc chạy đua vào các chức vụ trên toàn tiểu bang vào năm 2022, chỉ có 5 người từ chối bầu cử không đương nhiệm đã được bầu vào các chức vụ, đã cho thấy là các cử tri đã bác bỏ thuyết âm mưu phủ nhận bầu cử. Nhưng thưa quý vị,
nếu mà chúng ta xem xét kỹ hơn, thì những người từ chối bầu cử, họ đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc ở 5 tiểu bang, giành được chiến thắng ghế tổng trưởng lý ở 6 tiểu bang, và giành được ghế tổng thư ký hành chính ở 3 tiểu bang. Rachel Orrey là phó giám đốc của dự án bầu cử trung tâm chính sách lưỡng đảng, đã cho biết rằng nếu chúng ta nghĩ rằng cuộc chiến giành quyền bỏ phiếu hoặc là chính sách quản lý bầu cử đã kết thúc, thì trong 2 năm tới, chúng ta có thể chứng kiến sự thụt lùi nó còn đi nhiều hơn nữa. Những gì mà chúng ta thực sự cần làm bây giờ là củng cố khả năng phục hồi và sức mạnh của hệ thống bầu cử của chúng ta trước những nỗ lực lật đổ tiềm ẩn vào năm 2024. Kính thưa quý vị, đối với các dấu hiệu của sự thụt lùi này ngày càng rõ rệt hơn, với một cuộc thăm dò được công bố gần đây trên Reuters cho thấy là cứ 5 cử tri Hoa Kỳ thì có 2 người lo lắng về việc bị đe dọa tại các nơi bỏ phiếu. Stephen Levitsky nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân Chủ rằng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cứ 4 cuộc đổ vỡ dân chủ thì có 3 vụ xảy ra dưới hình thức đảo chính quân sự. Còn ngày nay, hầu hết các nền dân chủ bị bức tử bằng những cách thức tinh vi hơn nhiều. Chúng bị bức tử dưới tay những nhà lãnh đạo được bầu chọn, những người sử dụng chính thể chế dân chủ để lật đổ nó. Kính thưa quý khán thính giả, người Mỹ đang đứng trước ngã ba đường và phải đưa ra quyết định đến với nền dân chủ đa chủng tộc hay là ngã theo chủ nghĩa độc tài. Trong 2 phải chọn 1. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, một ngày sau khi Donald Trump, cựu tổng thống thứ 45 và có thể được xem là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2024, ông ta đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt các điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ, điều chỉnh các quy trình bầu cử và yêu cầu ông ta phải được tuyên bố là người chiến thắng chính đáng của cuộc bầu cử năm 2020, đưa ông ta lên làm tổng thống. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây là cả New York Times và Washington Post, họ đều không đăng câu chuyện bí ổi nhưng mà quan trọng này trên trang nhất của họ trong ngày hôm đó, và cũng không hề có đề cập nào về điều này xuất hiện trên tạp chí Times ngày hôm đó. Tuyên bố nguy hiểm và chưa từng có của Donald Trump đã không được truyền thông báo chí Mỹ coi là một vấn đề lớn và nghiêm trọng của quốc gia, trong khi các báo chí nước ngoài của Canada, của Anh, Pháp, Đức, Úc và nhiều quốc gia dân chủ tự do khác, họ đã chạy những hàng tựa đề lớn trên trang nhất báo của họ, chứng tỏ là sự quan tâm của các quốc gia khác về một nền dân chủ thực sự đúng đắn, nghiêm túc, trong khi người Mỹ thì không. Vậy tôi xin đưa ra một câu hỏi. Có phải hệ thống truyền thông báo chí Mỹ vẫn đang cố gắng bình thường hóa vấn đề và che đậy chủ nghĩa cực đoan của Donald Trump hay không? Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.